Phương Uyên và Mạnh Tiến xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình thời sự lúc 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Hôm nay thứ bảy ngày 6 tháng 7, chương trình thời sự sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh kết nối chính quyền với doanh nghiệp qua chương trình Cà phê doanh nhân. Phát triển kinh tế tập thể ở Tây Ninh hiệu quả, năng động và bền vững. Đẩy mạnh xã hội hóa trong bảo vệ và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Người dân bức xúc về việc chăn nuôi bò ở khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, trong phiên họp định kỳ của Tổ công tác đặc biệt của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt đã đề nghị lãnh đạo các sở ngành cần chú ý kết nối, tích cực đồng hành cùng các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, nhất là thông qua chương trình Cà phê Doanh nhân. Chương trình Cà phê Doanh nhân do Hiệp hội Doanh nhân Tây Ninh tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần. Qua đánh giá, các kỳ Cà phê Doanh nhân gần đây đều đạt chất lượng cao khi có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm, các đồng chí lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành tỉnh. Các chủ đề đưa ra bàn thảo, trao đổi đều là các vấn đề mang tính thời sự liên quan đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng phát triển kinh tế địa phương. Để chương trình ngày càng hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thành Ngọc, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của tỉnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành tỉnh cần dành thời gian để tham dự chương trình, đồng thời phải làm sao để từ chương trình này sự kết nối các doanh nghiệp với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo sở ban ngành tỉnh phải ngày càng chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng cùng những vướng mắc mà cộng đồng doanh nghiệp đang gặp phải để xử lý nhanh, quyết liệt, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy, tuần đầu tiên của tháng 7, ngày được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn là ngày hợp tác quốc tế, nhằm tôn vinh vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội. Đối với tỉnh Tây Ninh, hiện nay khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương. Những năm qua, mô hình kinh tế tập thể tại Tây Ninh đã từng bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, đa dạng về hình thức hợp tác. Đến hết tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có 127 tổ hợp tác, 186 hợp tác xã đang hoạt động. Trong đó, các hợp tác xã này đã phát huy vai trò tập hợp, vận động bà con nông dân đổi mới cách nghĩ, cách làm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện liên doanh, liên kết, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Những năm qua thì cái hợp tác xã này làm nhiều chương trình đó, thì những chương trình ký kết cái được từ 3 năm trở lên thì hưởng những chính sách nhà nước hỗ trợ, mình có hợp đồng lâu dài. Đầu ra sản phẩm bây giờ bắp thì có bao tiêu sẵn, còn cái lúa thì hiện giờ mình làm những cái giống mới cho tập đoàn Lộc Trời. Thì cái hỗ trợ đó giúp cho nông dân gắn bó hợp tác xã nhiều hơn. Luật hợp tác xã 2023 đó thì có nhiều cái điểm mới tương đối rất là toàn diện. Các hợp tác xã là cần phải chấn chỉnh để hoạt động, để đảm bảo theo đúng luật. Còn các cái cơ quan quản lý nhà nước á, thì cần phải tăng cường hoạt động và hướng dẫn về kiểm soát, hướng dẫn các hợp tác xã thay đổi phù hợp với cái quy định mới của luật hợp tác xã 2023. Có thể khẳng định, để mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững, các địa phương cần tiếp tục nhân rộng những mô hình hợp tác xã kiểu mới tham gia chuỗi giá trị, tiếp tục tư vấn hỗ trợ các hợp tác xã gặp khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp các hợp tác xã tiếp cận được các nguồn vốn vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh và Quỹ quốc gia giải quyết việc làm, giúp các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển hiệu quả, năng động và bền vững. Tây Ninh là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng và nổi tiếng được nhiều người biết đến. Thời gian qua, việc bảo tồn và phát huy di tích được quan tâm, đạt nhiều kết quả quan trọng nhưng cũng còn không ít khó khăn. Hiện nay, tỉnh Tây Ninh có 96 di tích đã được xếp hạng, trong đó có một di tích quốc gia đặc biệt, 27 di tích quốc gia và 68 di tích cấp tỉnh. Từ tỉnh đến cơ sở đã thống nhất xác định rõ trách nhiệm các ngành các cấp trong việc quản lý di tích trên địa bàn. Từ năm 2014 đến năm 2023, kinh phí đầu tư tu bổ tôn tạo di tích trên địa bàn tỉnh đạt trên 335 tỷ đồng. Qua đánh giá, các di tích ngày càng thu hút nhiều tầng lớp nhân dân đến tham quan, học tập, du lịch về nguồn. Tuy nhiên,
việc phát huy các giá trị di tích còn gặp không ít khó khăn. Sự phối hợp quản lý, bảo tồn giữa các ngành chức năng và địa phương còn chưa chặt chẽ. Bộ máy nhân sự và kinh phí cho công tác quản lý, bảo tồn di tích còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Một số nơi chưa có người quản lý trông coi, chưa mở cửa thường xuyên cho nhân dân đến tham quan, nguy cơ di tích bị xâm hại vẫn có thể xảy ra. Trước thực trạng này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục, trong đó có việc đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong hoạt động bảo vệ và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, thiếu giáo viên là tình trạng chung của nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Tây Ninh. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, từ nay đến năm học 2029-2030, mỗi năm học, tỉnh cần tuyển trung bình hơn 420 giáo viên. Để tháo gỡ khó khăn này, trong thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các trường, nhất là trường ở vùng khó khăn, đồng bộ với yêu cầu giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông mới, tạo môi trường tốt để giáo viên yên tâm công tác, đồng thời có chính sách phù hợp với tính chất công việc đối với từng cấp học, phối hợp với các trường đại học trong việc đào tạo nguồn giáo viên, chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tuyển giáo viên hàng năm, những nơi khó khăn có thể tổ chức tuyển giáo viên nhiều lần trong năm. Đồng chí Võ Văn Dũng, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Trảng Bàng vừa chủ trì hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án số 02 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh về hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Thời gian qua, đề án số 02 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được thị ủy Trảng Bàng tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các hành vi vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật. Qua 3 năm thực hiện, toàn thị xã đã xử lý kỷ luật 24 đảng viên. Việc xem xét xử lý kỷ luật đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục theo quy định của điều lệ đảng để giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương của đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư thị ủy Trảng Bàng Võ Văn Dũng đề nghị trong thời gian tới, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn thị xã cần tiếp tục tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả đề án số 02 năm 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thường xuyên củng cố, kịp thời kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, quan tâm đổi mới nội dung phương pháp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ và công tác xây dựng đảng. Sáng ngày 6 tháng 7 tại Hội trường Huyện ủy Dương Minh Châu đã diễn ra phiên làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Dương Minh Châu lần 7, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả công tác hội và phong trào thanh niên huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra các phương hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm của hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ mới 2024-2029. Và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Hội. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện đã thực hiện được nhiều công trình phần việc mang đậm màu sắc thanh niên, để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân. Với sự nỗ lực của các cấp bộ hội từ huyện đến cơ sở, trong 5 năm thì chúng tôi có 5 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có 4 năm liên tục từ 2020 đến năm 2023 là lệnh cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc mà thực hiện xuất sắc cái công tác hội và phong trào thanh niên trên địa bàn huyện. Cũng trong phiên làm việc này, Đại hội đã hiệp thương, thống nhất bầu anh Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Huyện đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Dương Minh Châu, giữ chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Dương Minh Châu, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 6 tháng 7, 80 bệnh nhân nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được mổ mắt miễn phí. Đây là một trong những hoạt động vì an sinh xã hội do Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Trong buổi sáng có gần 100 người dân đến khám, đa phần đều là người mắc bệnh đục thủy tinh thể. Qua khám sàng lọc, có 80 bệnh nhân đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật. Đội ngũ y bác sĩ đến từ các đơn vị đã tiến hành phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo và cấp thuốc miễn phí cho các bệnh nhân. Tổng kinh phí của đợt khám phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo lần này do gia đình bác sĩ Ngô Thanh Tùng tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Trong 6 tháng đầu năm 2024, Hội Đông y tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp Đông y cho người dân trên địa bàn tỉnh, nhờ đó sức khỏe của người dân được nâng lên. Qua thống kê, tổng số lượt bệnh nhân đến khám bệnh chữa bệnh tại các phòng chẩn trị của Hội Đông y là trên 110.000 lượt người.
trong đó có trên 77.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh miễn phí với tổng số tiền là trên 2 tỷ đồng. Hội đồng y các cấp trên địa bàn tỉnh cũng thường xuyên phối hợp vận động các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động y tế về làng như khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, tăng cường cấp nước sạch về vùng đồng bào dân tộc Khmer. Người dân bức xúc về việc chăn nuôi bò ở khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, Tân Thành là xã vùng sâu của huyện Tân Châu. Thời gian qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trên địa bàn xã đã có hai công trình cấp nước được đầu tư tại ấp Đồng Kèn và ấp Tân Đồng. Qua thời gian sử dụng, đến nay công trình cấp nước này đã tiếp tục được đầu tư nâng cấp, góp phần mang đến nguồn nước sạch dồi dào. Bà con Khmer nơi đây, ai nấy cũng đều đã tỏ ra rất phấn khởi khi có đủ nước sạch để sử dụng quanh năm. Trước đây, người Khmer ở ấp Tân Đông, xã Tân Thành chủ yếu sử dụng nguồn nước từ giếng đào, có lúc có nơi chưa đảm bảo vệ sinh. Đến năm 2004, khi có chương trình 134 của chính phủ về hỗ trợ đất sản xuất, nhà ở và nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc nghèo được triển khai, trên địa bàn ấp Tân Đông được đầu tư một công trình cấp nước sinh hoạt công suất nhỏ và một giếng khoan. Tuy hiệu quả, nhưng nguồn nước từ các công trình này vẫn không đủ cấp cho toàn khu vực, nhất là vào mùa khô. Từ khi được nâng cấp đến nay, nguồn nước từ công trình này là khá dồi dào. Ngay cả trong mùa nắng nóng, người dân cũng có đủ nước, đảm bảo hợp vệ sinh, có thể uống trực tiếp được, nên bà con rất đổi vui mừng. Đường nước này thì nó ổn định, sạch sẽ. Nó xài này là trên 20 năm rồi. Hồi trước là có cái bồn nước kia rồi, là giờ mới ở đây thì mới mấy năm sau này mới có bồn nước này thì nó mạnh hơn trước đây. Kiểu nhà nước có nước này nói lắp giếng đào đi xài giếng nước sạch. Nước này thì nó sạch sẽ rồi, cho hỗ trợ cho dân tộc. Thì là chất lượng là không có phèn rồi đó, uống được luôn nè. Đủ mùa khô cũng đủ luôn, lúc mùa khô nắng vậy mà có nước xài đầy đủ. Chạm được khoan thêm một giếng nữa để đảm bảo cái lượng nước thô đầu vào lúc nào cũng đầy đủ. Mình sử dụng công nghệ bơm biến tần. Mới như hiện nay, khi mà áp lực nước mà nó thiếu thì bơm sẽ tự động điều áp và bơm theo cái lượng áp lực như mà mình đã cài đặt. Thì như vậy sẽ tránh trường hợp là nước ở những hộ cuối tiến sẽ bị yếu. Có được nguồn nước dồi dào và đạt chất lượng, đồng bào Khmer ấp Tân Đông, xã Tân Thành ai nấy cũng đều rất an tâm. Điều bà con mong muốn ngay lúc này đó là các chính sách ưu tiên hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc thiểu số sớm được áp dụng. Do hầu hết bà con Khmer nơi đây đều làm thuê, làm mướn, thu nhập chưa ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Giảm chi phí nước sinh hoạt là góp phần hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho bà con, góp phần thực hiện có hiệu quả tiêu chí về sử dụng nước sạch vùng nông thôn theo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay tại phần lớn các tuyến giao thông, các giao lộ, các khu vực phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đều đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát. Thời gian qua hệ thống này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm. Theo thống kê, từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 14 tháng 6 năm 2024, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh đã theo dõi phát hiện gần 6.400 trường hợp vi phạm thông qua hệ thống camera giám sát. Qua đó, đã lập biên bản xử lý 575 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt trên 2,8 tỷ đồng. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an Tây Ninh sẽ tiếp tục tăng cường theo dõi giám sát thông qua hệ thống camera, trong đó tập trung xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ. Sáng ngày 6 tháng 7, Công an thành phố Tây Ninh tổ chức lễ chúc mừng và trao thẻ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi đầu tiên có hộ khẩu thường trú tạm trú trên địa bàn thành phố Tây Ninh. Tại buổi lễ, Trung tá Huỳnh Thị Kim Oanh, Phó trưởng Công an thành phố đã trao 83 thẻ căn cước cho các công dân có độ tuổi từ 0 tuổi đến dưới 14 tuổi, có hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố. Đây là những công dân đã thực hiện đăng ký cấp căn cước từ ngày 1 tháng 7 năm 2024.
việc cấp căn cước cho công dân dưới 14 tuổi sẽ tạo điều kiện thuận tiện cho phụ huynh khi thực hiện một số thủ tục hành chính có liên quan đến giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, thủ tục đi học và các giao dịch khác. Liên tục chương trình thời sự ngày hôm nay, tối thứ Bảy, kính mời quý vị cùng đến với nội dung của một góc phản ánh. Thưa quý vị, thời gian qua, người dân tại địa phương và cả các cơ quan báo chí của tỉnh đã phản ánh về tình trạng hộ ông Nguyễn Công Lâm, ngụ đường số 20, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, thực hiện chăn nuôi bò trong khu vực dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 20 ngày 13 tháng 6 năm 2024, quy định về danh mục các khu dân cư thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, trong đó có khu vực khu phố Ninh Trung. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh tiếp tục có những ghi nhận về trường hợp này. Theo phản ánh, bà Thái Thị Thu Hưởng, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, đã nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng để phản ánh về tình trạng mùi hôi thối phát sinh từ chuồng bò nhà ông Lâm, cách nhà bà Hưởng chưa tới 3 mét. Trước đây, vào tháng 10 năm 2022, các cơ quan báo chí của tỉnh cũng đã phản ánh về việc nuôi bò của hộ ông Lâm. Do chưa có quy định cụ thể về khu vực không được phép chăn nuôi, nên Ủy ban Nhân dân phường Ninh Sơn chủ yếu vận động ông Lâm giảm số lượng vật nuôi và thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường để hạn chế ảnh hưởng đến người dân xung quanh. Mặc dù đã thực hiện một số biện pháp khắc phục, nhưng tình trạng mùi hôi vẫn tiếp diễn. Thực tế chú đến chú thấy đó, rất là sạch sẽ, ngày nắng rồi mấy chú thấy tới là sạch như ở trong nhà luôn. Trao đổi với phóng viên, bà Hưởng bày tỏ sự bức xúc về tình trạng ô nhiễm môi trường do chuồng bò của hộ ông Nguyễn Công Lâm gây ra. Mùi hôi từ chuồng bò không được ngăn chặn hoàn toàn, do vách tôn chỉ cao khoảng 3 mét, có khe hở và không thể che chắn toàn bộ. Bên cạnh đó, việc dọn dẹp chuồng trại gặp nhiều khó khăn do bò thải chất thải không đồng thời khiến mùi hôi càng thêm khó chịu. Nói chung cái tình hình nuôi bò là nay là cũng đã kéo dài hơn 3 năm rồi. Sau đó em có làm đơn đưa lên trên xã nhưng mà em vẫn thấy tình trạng không thay đổi. Đến nay em thấy có quyết định 20 cấm chăn nuôi bò. Cho nên là em làm đơn tiếp tục thực hiện tại vì mùi hôi thối á thì mỗi ngày nó càng tích tụ lâu thì cái mùi hôi thối mỗi ngày nó một nặng. Cho nên ảnh hưởng gia đình em trực tiếp là nặng nề nhất. Trước phản ánh của người dân, ngày 28 tháng 6 năm 2024, Tổ công tác Ủy ban Nhân dân phường Ninh Sơn đã đến làm việc với hộ ông Nguyễn Công Lâm để giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do chuồng bò gây ra. Tại buổi làm việc, đại diện Ủy ban Nhân dân phường đã trình bày rõ lý do đến làm việc, bao gồm nội dung đơn kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường do chuồng bò gây ra. Và quyết định số 20 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành danh mục các khu dân cư thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, trong đó bao gồm khu vực gia đình ông Lâm sinh sống. Do đó, Ủy ban Nhân dân phường Ninh Sơn đã đề nghị ông Lâm di dời 7 con bò đang nuôi phía sau nhà đi nơi khác trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, ông Lâm đã không đồng ý và phản ứng gay gắt với tổ công tác. Tôi yêu cầu nhà nước cho tôi cái thời gian kéo dài lên từ giá 5 tháng 1 năm để tôi sẽ lấy một số vốn. Tôi nhờ yêu cầu của chính quyền địa phương. Bây giờ nếu quyết định ở xã huyện, ở phường Ninh Sơn này không có chăn nuôi nữa thì cứ lo lên đài đi. Tôi sẽ sẵn sàng làm theo yêu cầu của nhà nước. Trên thực tế, ngày 23 tháng 6 năm 2024, Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh đã đăng tải thông tin liên quan đến quyết định số 20 ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành danh mục các khu dân cư thuộc khu vực không được phép chăn nuôi. Tổ công tác Ủy ban Nhân dân phường Ninh Sơn đã lập biên bản ghi nhận sự việc và thống nhất tạo điều kiện cho ông Lâm giảm dần số lượng vật nuôi trong vòng 6 tháng, tiến tới chấm dứt hẳn việc nuôi bò trong khu phố. Tuy nhiên, ông Lâm vẫn tiếp tục phản ứng gay gắt và không chịu ký tên vào biên bản. Chú xin đó kéo dài đi một năm thôi đi giảm lần. Còn nếu một năm không được thì cũng 7-8 tháng. Chứ còn bò chứ không phải con gà. Qua buổi làm việc hôm nay thì Ủy ban phường sẽ thường xuyên chỉ đạo cho cán bộ công chức theo dõi và kết hợp với tài nguyên môi trường thường xuyên xuống kiểm tra và yêu cầu ổng giảm đàn theo đúng quy định là trong thời gian 6 tháng sẽ giảm hẳn ở vị trí chăn nuôi trong khu vực theo quyết định số 20. Nếu sau thời gian 6 tháng theo quyết định của phường, nếu ông Lâm mà không giảm đàn và không di dời hẳn ra địa phương ra khỏi cái vị trí cấm chăn nuôi thì Ủy ban phường sẽ tham mưu Ủy ban thành phố
ban hành các quyết định xử phạt theo đúng quy định của pháp luật của nhà nước. Theo quy định tại khoản 2, điều 24, nghị định số 14, ngày 1 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, phạt tiền từ 2 đến 3 triệu đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi, đồng thời áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, buộc di dời vật nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đối với hành vi vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, giao tranh giữa nhóm vũ trang Hezbollah và quân đội Israel đã leo thang trong thời gian gần đây và có nguy cơ trở thành cuộc chiến toàn diện. Hezbollah cho biết lực lượng này đã vừa oanh tạc trụ sở của lữ đoàn 769 của Israel ở Kiryat Shmona và nhắm mục tiêu vào một tòa nhà ở khu định cư Shlomi cũng như các địa điểm gần đó. Trong khi đó, các nguồn tin cho hay Israel cũng đã thực hiện 6 cuộc không kích và các cuộc pháo binh vào các thị trấn và làng mạc biên giới khiến nhiều dân thường bị thương. Tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza đã có thêm một số tiến triển mới khi mới đây phái đoàn Israel đã tới gặp các nhà trung gian hòa giải ở Qatar. Dù thừa nhận vẫn còn những bất đồng chưa thể thu hẹp, Israel cũng cho biết sẽ gửi một phái đoàn tới tham dự các vòng đàm phán mới trong tuần tới. Sau cuộc hội đàm, người phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết trong tuần tới phái đoàn sẽ quay lại Qatar để tiếp tục các cuộc đàm phán và thừa nhận vẫn còn khoảng cách giữa các bên. Một nguồn tin thân cận khẳng định, các quan chức Israel khá lạc quan về triển vọng nội các nước này sẽ chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn theo các cuộc thảo luận hiện tại. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và 3 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao tại Huntington Beach, thành phố ven biển ở phía nam bang California của nước này. Vụ tấn công xảy ra vào đúng ngày Quốc khánh Mỹ 4 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ một nghi phạm là người dân bản địa 26 tuổi, phong tỏa hiện trường và khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết đã nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi ô tô và đâm những người đang tụ tập xem pháo hoa chào mừng ngày Quốc khánh. Hai người dân đã khống chế đối tượng này. Một nhóm các nhà khảo cổ người Bulgaria đã vừa tình cờ phát hiện ra một bức tượng cẩm thạch cổ có niên đại vào khoảng năm 388 sau Công nguyên, được chôn cất ở khu vực phía tây nam nước này. Theo các nhà khảo cổ, bức tượng chân dung cao 2 mét của thần Hermes là bản sao La Mã của một nguyên bản Hy Lạp cổ đại. Nó được tìm thấy ở khu vực thành cổ gần biên giới với Hy Lạp. Bức tượng được bảo quản khá tốt và phần đầu không có hư hại gì, chỉ có phần cánh tay bị gãy do ảnh hưởng của các trận động đất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.